Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chơi khủng long tiến hóa. Hôm nay tôi muốn làm là nâng cấp của tôi. Khủng long nhỏ xem. Bắt đầu từ cấp 1. Ăn trái cây có thể tăng tiền. Ăn khủng long có thể nâng cấp. Phiên bản mới. Tokyo. Tốt cấp 4. Sau đó đánh bại con khủng long cuối cùng. Đánh bại tất cả khủng long là được rồi. Tôi sẽ đánh bại tất cả các loài khủng long vào thế giới khác. Tôi có thể ăn trái cây ở đây. Ăn tiểu nhân làm tiền vàng nhé. Phía sau có một cái cấp 7 đang đuổi theo tôi ở TV. Cấp 6, tôi đã gây rối với hai con khủng long cấp lớn. Ăn một trái cây. Tăng một miếng ăn tiểu nhân cũng là một miếng, tôi không còn nữa. 96 đồng nhé. Không có bội số. Lại nữa, được rồi. Vốn tiền của tôi có thể lên cấp 3. Sau đó tôi xem quảng cáo lại đến cấp 4. 5 cái. Chạy hơi ngắn. 6 con khủng long trực tiếp lên cấp 6. Giống như trà sữa trân châu, giống như trà sữa. Đây là sô-cô-la khủng long. Cuộc đua khủng long tốt. Tôi có thể ăn trái cây trên đường. Đây là tiền. Bây giờ tôi đứng thứ 2, không sao đâu. Chưa ăn được. Ăn được vị trí đầu tiên rồi. Được rồi. Mùa đông ở đây có nhiều trái cây nhất. Được rồi, một chút cuối cùng. Ôi, đường băng dài quá. Lâu quá. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tôi thấy kết thúc rồi, tôi là số 1. Và tôi đã ăn rất nhiều trái cây. Rất nhiều tiền. Vâng, số 1. Thêm một bội số nữa. 3 lần. Có thể thăng cấp bao nhiêu? 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp, 5 cấp. Trực tiếp lên điện thoại di động khủng long màu hồng. Tài xế. Ở đây còn có một cánh cửa có thể thêm trực tiếp một phần. Là cấp 1. Anh ta cái này. Nếu nâng cấp trò chơi, chắc là phải đến cấp 20 mới được. Bây giờ tôi mới 12 tuổi. Cấp 12 còn kém hơn một chút. Nhưng tôi nhanh quá. Tôi chỉ mới bắt đầu chơi, tôi đã học cấp 12 rồi. Mùa 4 rồi. Lần này tôi có thể ăn rất nhiều tiền. Người vừa đuổi theo tôi. Khủng long cấp 7 tôi không còn sợ khủng long cấp 6 nữa. Lần này lại muốn giết tôi. Đến giao đồ ăn phải không? Tôi muốn ăn nhiều hơn, chúng ta sẽ đi ra ngoài và nâng cấp. Ống kính của tôi anh ấy hướng. Rồi cũ. Có một mũi tên trên màn hình của tôi. Hắn là chỉ dẫn tôi có thể giết ông chủ ở đâu. Hơn 400, tóc trên bên phải hơn 400. Ồ, có một cái cấp 12 ở đây. Tôi đã gây ra một cái lớn. Tôi có một con khủng long cấp 15 đằng sau tôi. Tôi có một cấp 10 ở đây. Ở đây còn có cấp 8 nữa. Của tôi cấp 15 này. Cứ theo tôi, nhưng tôi không mất máu. Hắn không đuổi theo tôi. Xem tôi đi bộ hoàn hảo này. Cấp 27, cấp 16 xong rồi. Tôi đã làm 3 cấp độ lớn. Tôi còn có thể chạy. Tôi vẫn có thể chạy. Tôi nhìn mũi tên chỉ vào bên này. Mũi tên chỉ vào bên này. Bên dưới có một lớp màu đỏ. Chết rồi. Hơn 2.000 đồng, nhìn tôi này. Nhanh quá, trực tiếp 20 mấy. Tôi vừa ăn rất nhiều tiền trên bản đồ đó.
tôi trực tiếp lên cấp 20, cấp 21. Cấp 22, trên chân 22 có thể trực tiếp đến đích. Tôi có thể lên cấp 23. Xem đi. Bạn có thể đi thẳng đến đích. Nhìn thấy điểm cuối cấp 20 là đủ rồi. Tôi đã vượt quá cấp bậc rồi. Thôi nào, bắn bom để đánh bại ông chủ. Được rồi, để tôi xem sau khi đánh bại ông chủ con có thể tiếp tục chơi không. Được rồi, tôi đang ở cấp 20. Tôi đã mở ông chủ rồi. Sau đó tôi bắt đầu nâng cấp từ 20. Bắt đầu cấp 20, bắt đầu nâng cấp. Nhìn vào điểm kết thúc. Đường băng này hơi dài, đến rồi. Lại là 23. Lại 23. Son môi trọng điểm có bệnh. Có. Thật sự có bệnh. Rồng bay. Lại nữa tôi muốn nâng cấp, không thể nâng cấp cấp 24. Miếng dưa hấu biến thành dưa hấu. Bây giờ tôi đang ăn dưa hấu trực tiếp trên bản đồ. Nhìn cả một quả dưa hấu lớn. Chắc tôi muốn cấp 30. Cấp 27. Cấp 28. Hôm nay có 30 cấp mới có thể đánh bại mọi khả năng. Xem đi. Còn thiếu cái cuối cùng. Lại nữa. Cấp 27. Trực tiếp cấp 27, cấp 28 tôi có thể thăng lên cấp 30. Cấp 29 được rồi. Bây giờ tôi đã là người hình thái cuối cùng. Hình thức cuối cùng, tôi xem lên cấp 30. Khủng long của tôi có thay đổi không? Lần trước vẫn là cái này. Được, tôi đã lên đến đỉnh cao của trò chơi này. Không thể nâng cấp nữa. Xem 3231 vẫn như thế này. Tất cả những con khủng long đều bị đâm chết. Được rồi, tạm biệt mọi người.